À, vẫn trong cái đề thi uh, chọn đội tuyển Olympic năm 2014 thì ở đây là chúng ta có một câu hỏi trắc nghiệm có một số câu hỏi trắc nghiệm tôi thầy chỉ chọn một số câu thôi thì uh, ở đây giả sử như chúng ta có một cái phân tử ADN phân tử ADN như thế này chỉ chỉ một đoạn ADN thì cũng được và ở trên đoạn ADN này thì nó có hai cái điểm cắt hai điểm cắt của một enzyme giới hạn đem cắt của em giới hạn. Và câu hỏi đặt ra là vậy thì nếu như sau khi mà cắt bằng enzyme giới hạn này và chạy điện di điện chạy điện di cái phân tử ADN này trên gel thì chúng ta sẽ thu được các băng như thế nào? Thì đây là một câu hỏi cũng rất là đơn giản, tuy nhiên là nếu như mà em nào mà mà chúng ta chưa có cái kinh nghiệm trong cái việc là hay chúng ta cũng chưa chưa có kiến thức về cái phần chạy điện di thì chúng ta cũng khó mà có thể giải quyết được câu hỏi này. Thế thì để giải quyết câu hỏi này thì thầy sẽ giới thiệu qua một chút về cái gọi là điện di trên gel Chúng ta đã biết là Khi chúng ta đưa các cái phân tử, các cái chất khác nhau vào trong một cái điện trường Trong một điện trường Và điện trường đó là Thầy mô tả như thế này Điện trường đó thường được Đặt trong một cái điện trường như thế này Và nó có một cái dung dịch đệm để bao phủ lên cái gel này. Đấy. Thế và khi chúng ta đưa các cái mẫu vật vào đây, các mẫu vật vào các giếng khác nhau, tao này có thể tạo ra rất là nhiều các giếng khác nhau, Đấy. cái giếng, các cái giếng này thực chất là các cái à, các cái lỗ nhỏ mà chúng ta tạo ra trong quá trình đổ gel mà thôi. Thì khi chúng ta đưa các cái chất, ví dụ như ADN, ví dụ như là protein hay là ARN vào các cái giếng này, thì à, theo nguyên lý à, tích điện thì nó sẽ tạo ra cái dòng điện và nó sẽ kéo các cái phân tử này chạy theo trong quá trình chạy chạy theo những cái gel này và cái gel này thì phụ thuộc vào cái nồng độ của nó nồng độ khác nhau thì trong cấu trúc của cái gel này nó tạo ra các cái ô lưới các cái ô lưới rất là già, rất là nhiều các cái ô lưới khác nhau và cái, cái, cái kích thước của các ô lưới nó phụ thuộc vào cái nồng độ của gel nồng độ càng cao thì kích thước gel càng nhỏ và khi trong quá trình vận chuyển đó thì các cái phân tử các cái phân tử mà kích thước càng càng nhỏ thì chạy càng nhanh càng nhanh càng, càng nhanh Đấy. phụ thuộc vào kích thước của nó như vậy là đây là phía trên gieo và dưới này là đáy gieo thì trong quá trình chạy đó thì các cái phân tử mà kích thước nhỏ thì sẽ nằm ở phía đáy gieo và phân tử kích thước lớn nằm ở phía trên gần với cái điểm xuất phát hơn Đấy. như vậy thì dựa vào cái nguyên lý đó dựa vào nguyên lý đó thì chúng ta thấy rằng là trong cái câu hỏi này chúng ta rất dễ dàng chọn cái đáp án là đáp án 4 đáp án D đó, là làn số 4. Là bởi vì sao? Bởi vì cái phân tử ADN này sau khi bị cắt bởi hai bởi cái enzyme này thì nó tạo ra 1 2 và 3 đoạn ADN. Đấy, ba đoạn ADN. Và có một đoạn thì nó nằm ở đoạn này lớn hơn, cho nên nằm ở phía trên, gần với điểm xuất phát hơn. Và hai cái đoạn nhỏ hơn thì nó nằm ở phía dưới đáy rêu. Đấy. Thế đây là đáp án duy nhất đúng bởi vì là các đoạn còn lại như các em thấy là nó băng còn lại thì nó chỉ có hai băng ở dưới này thôi hoặc là các cái băng đó nó phân bán phân tán không đều hoặc là có trường hợp là có hai cái băng phía trên một băng phía dưới thì nó cũng đều không đúng bởi vì chúng ta thấy rằng là nó có ba cái đoạn đây là đoạn số 1, đoạn số 2 và đoạn số 3 Thế đoạn số 1 là kích thước lớn nhất nằm ở phía trên đoạn số 2 kích thước nhỏ nhất sẽ là sẽ nằm ở dưới cùng và đoạn số 3 là nằm ở vùng trung gian nhưng mà hai và ba thì hay là ngắn hơn cho nên sẽ chạy nhanh hơn đoạn số 1 thì đấy là cái nguyên lý cái nguyên lý mà chúng ta sẽ tìm hiểu và uh, trong quá trình các em học cũng như là nếu như bạn nào mà có thi olympic thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái bài tập phân tử mà hay là các cái bài thực hành các em sẽ làm những cái chạy những cái gel này cho các bạn rất dễ có thể hiểu được nguyên lý của nó